cho khỉ yên nghỉ. Thú quý hiếm. Đội trưởng. Lừa. Đó là hầm trú đúng không? Hình như có rất nhiều khỉ bên trong. Tiểu đội Y-26 gọi chỉ huy. Đại tá, chúng tôi phát hiện 3 con khỉ trong rừng phía bắc. Một trong số chúng có súng. Lừa của ta đã tìm ra một căn hầm khác, có thể căn cứ của chúng ở gần đây. Vâng, chỉ huy. Vâng, rõ, chỉ huy. Hết. Này, lừa. Giáo sĩ. Nhắm con khỉ có súng. Ngay khi hạ con khỉ có súng, một người bắn sập hầm ngay. Rõ thưa đội trưởng. Ở đâu? Cho tôi biết vị trí của anh. Tôi không biết. Anh thấy gì xung quanh không? Tôi không thể thấy gì cả, sếp. Nhà binh lính đã bỏ mạng và đội trưởng đã hy sinh rồi, sếp. Được rồi, bình tĩnh. Giờ anh là đội trưởng. Đội trưởng sao, sếp? Tôi nghĩ chắc giờ chỉ còn mình tôi. Hãy tự mình kiểm soát. Đại tá, em là tôi không sống sót được. Tôi xin lỗi. Anh tôi xin lỗi, sếp. Nghe tôi. Anh giết được bao nhiêu khỉ thì cứ giết. Không, 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 không.
63 khỉ đã chết. Là anh. Anh là gì vậy? Chúng tôi tìm anh đã lâu rồi. Nghe nói anh có căn cứ chỉ huy bí mật, nhưng chúng tôi không tài nào tìm thấy. Một số người nghĩ có thể anh đã chết rồi, nhưng đại tá Mark Long bảo anh vẫn còn sống ở đâu đó. Cứ giết chúng ta đi, câm mồm đi cái thằng kia. Sao? Chúng là súc vật. Hắn sẽ thẳng tay giết chúng ta. Tôi không bắt đầu cuộc chiến này mà do một con khỉ đã chết làm. Tên hắn là Cô Bạc. Tôi đã giết hắn. Giờ tôi chiến đấu chỉ để bảo vệ loài khỉ. Vậy à? Vậy còn tên khỉ kia thì sao? Chúng tôi có hơn 10 tên khỉ như nó. Tôi biết những tên khỉ này. Chúng phục tùng Cô Bạc. Chúng cố giết tôi. Chúng sợ những gì tôi sẽ làm với chúng. Cho nên giờ chúng phục tùng các anh chỉ để sống sót. Tôi không sợ anh. Anh mới phải sợ. Anh nghĩ rừng có thể bảo vệ anh bao lâu? Con người sẽ tiêu diệt anh. Đại tá của họ rất mạnh. Với họ, ông ta còn hơn cả con người. Ông ta là tất cả. Ông ta bảo Caesar phải chết đầu tiên. Sau đó là toàn bộ khỉ còn lại. Quên tờ, đem tên phản bội này ra ngoài. Chúng ta nên làm gì với bọn người này? Anh tha cho chúng tôi đi à? Bảo với đại tá rằng anh đã gặp tôi. Và tôi có một lời nhắn cho ông ta. Hãy để chúng tôi được sống yên trong rừng thì giết chóc có thể dừng lại. Anh nghĩ chúng sẽ gửi lời nhắn không? Tha cho chúng là lời nhắn, Morris. Ông ta sẽ thấy chúng ta không phải lũ mọi rợ. Tên phản bội tấn công tôi, giờ hắn trốn. Cô Bạc vẫn ám ảnh chúng ta. Sao tôi không thấy rằng hắn ta không tha thứ cho những gì con người đã gây ra cho hắn? Không ai biết được sự hiểm độc đã nhen nhóm trong con người hắn. Chào mừng con về nhà, Rocket. Con trông mệt rồi đấy. Bọn con đã phải trải qua một hành trình dài. Cha chúc con tìm thấy vài thứ. Vào trong đi. Cornelius, chào anh trai đi con. Nhìn xem ai kìa, con trai.
lát. Là nơi này, thưa cha, chúng ta bắt đầu lại một ngôi nhà mới. Bên kia, bên kia những ngọn núi là gì con? Cho họ xem đi, đó kép. Sa mạc. Hành trình thì dài, nhưng đó là lý do con người không tìm thấy chúng ta. Chúng ta phải đi ngay đêm nay. Đêm nay sao? Không thể nào. Còn phải chờ bao lâu nữa? Lát, bọn lính đang tiến đến gần. Quên rồi. Con trai anh vừa đi vắng, xê giờ. Nó không hiểu chuyện khó khăn thế nào. Cháu biết chú lo sợ. Chúng ta đều sợ. Nhưng chúng cháu đang lên kế hoạch. Đúng. Ta phải tìm ra cách an toàn để thoát khỏi rừng. Không chỉ có một mình hai anh, mà chúng ta còn nhiều người khác. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi đây. Khi hợp lực sẽ mạnh. Đây nhá, con trai, bảo vệ mẹ và em trai con. Dạ, chuyện gì thế? Có bao nhiêu người đi tuần? 5, 6, tìm họ. Luca, tìm cả rocket nữa. Tên đồ bốn liền mạng nghe lệnh, đại tá anh. Rocket, chuyện gì xảy ra vậy? Con nghe hắn nói, tên đại tá ở đây. 99, đạt được mục tiêu. 99, đạt được mục tiêu. Nhắc lại, khi cầm đầu đã chết. Đi thôi, tôi có thể thoát khỏi đây.
Caesar, chúng tôi không tìm thấy Quinter. Anh ta sợ. Tôi nghĩ anh ta đã phản bội. Anh tìm thấy Cornelius chưa? Chúng tôi vẫn đang tìm. Hãy giúp họ tìm cậu con út của Caesar. Cornelius. Giờ con đã an toàn rồi. Lech, cô đã yêu thương con trai tôi. Giúp tôi chăm sóc em nó đến khi tôi quay về. Anh không cùng đi đến nhà mới sao? Không. Đi cùng cô Lex nhé con. Caesar, anh không đuổi theo bọn lính sao? Không phải lính, mà là hắn. Caesar, anh là thủ lĩnh của chúng tôi. Chúng tôi không thể đi nếu thiếu anh. Phải thế thôi. Bọn lính sẽ sớm quay trở lại. Bố ơi! Khi tôi tìm ra hắn, bọn lính sẽ đuổi theo tôi. Có thể là cơ hội tốt cho mọi người thoát khỏi khu rừng. Anh ta đi đâu thế? Caesar! Caesar! Trại của bọn lính luôn đổi chỗ. Lính gác của tôi biết vị trí của trại lính. Để tôi dẫn anh đi. Anh cần sự hỗ trợ của tôi đấy. Không. Xin anh. Tôi hiểu cảm giác mất đi một đứa con. Có thể tôi không quay lại được nữa. Vì vậy tôi mới đi cùng. Để chắc chắn là anh làm được. Lính gác, tôi nghĩ bọn lính ở đây. Luôn có người ở đây. Không có ai cả. Tìm xung quanh đi. Tôi chỉ định đặt bó củi xuống.
Hắn ta làm gì một mình ngoài này vậy? Có thể hắn đào ngũ trăng. Tìm xung quanh đi. Lấy gì có thể lấy? Con bé không ổn, tôi nghĩ con bé không nói được. Không. Đi thôi. Con bé sẽ chết một mình ở đây. Ta không thể mang con bé theo, Maurice. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể bỏ mặc con bé. Chỉ có thể chết mới là khỉ tốt. Anh thấy tên đại tá không? Không. Winter. Lừa. Tên đại úy ở đâu? Hắn đi rồi. Đi rồi à? Hắn đi sáng nay. Đem theo nhiều binh lính. Rất nhiều binh lính đang từ phía Bắc về. Đại tá sẽ gặp họ ở biên giới. Biên giới nào? Tại sao? Tôi không biết. Những người còn lại sẽ đi vào ngày mai.
Bọn lừa nghĩ binh lính từ phía Bắc đến để tận diệt loài khỉ. Hôm đó, sau trận chiến trên đồi, độc quyền bởi TV2.org, tên khỉ bị bắt hứa với tôi là đại tá sẽ tha cho tôi nếu tôi khai ra nơi anh ẩn náu. Hãy tha thứ cho tôi. Con trai tôi. Vợ tôi đều chết. Chúng ta làm gì bây giờ? Chờ đến khi bọn lính đi, theo chân chúng tìm tên đại tá. Cô bà, khỉ không giết đồng loại. Bọn lính đang rời đi. Chúng dừng lại rồi. Xuống ngựa nhanh. Quả chúng bắn gì thế? Tôi không biết. Sao chúng lại bắn anh? Như con bé đó, anh ta không nói được. Anh ta sẽ chết vì những vết thương đó. Luca,
bọn lính đi đâu rồi? Winter nói chúng đến biên giới, nhưng bằng đường nào? Kỳ xấu xa. Kỳ xấu xa. Anh là ai? Làm gì ở đây? Tôi nghĩ anh ta không hiểu đâu. Tôi không nhận ra anh ta. Anh ta không phải người của mình. Anh ở đây một mình à? Lại không. Lại. Tôi thấy con bé. Tôi nghĩ các anh là người, nhưng các anh là khỉ, giống tôi. Không, đặt xuống đi. Anh ở đây bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Lâu, lâu lắm rồi. Nhà tôi. Nhà cũ của tôi. Sở thú Sierra. Có nhiều khỉ giống anh không? Nhiều khỉ trong sở thú ấy. Chết. Chết hết rồi. Lâu lắm rồi. Con người càng bệnh tật, loài khỉ càng thông minh. Rồi con người giết khỉ, nhưng trừ tôi. Thật bất ngờ.
Tôi luôn nghĩ chúng ta là khỉ duy nhất. Tự hỏi còn nhiều khỉ trên thế giới không? Nhiều khỉ giống chúng ta. Ăn đi, ăn đi. Các bạn mới. Một ngày thật đặc biệt. Biên giới California, khu cách ly Tower Rock. Anh lấy cái này ở đâu? Ở chỗ bọn xấu. Tôi tìm thấy nó lâu rồi. Sau khi thoát khỏi sở thú, tôi tìm thức ăn. Tôi tìm ra khu cách ly. Tôi cho con người bị bệnh. Những bức tường lớn. Người bị bệnh trèo qua để trốn. Người xấu giết họ. Và rồi mọi người đều bị bệnh. Tất cả mọi người chết lâu lắm rồi. Lâu rồi. Người xấu sao? Bọn lính. Là bọn lính. Một trại lính bị bỏ hoang ở biên giới. Có thể đại tá và bọn lính đang đến đó. Có xa không? Anh dẫn chúng tôi đi nhé. Về khu cách ly à? Không. Không. Không quay về đó đâu. Mọi người đã chết. Tôi đến đây. Ở đây rất an toàn. Tôi không bao giờ quay lại đâu. Xin anh, hãy dẫn chúng tôi đi. Không. Không. Tôi không dẫn. Tôi không dẫn đâu. Không dẫn. Không. Không. Nhìn, nhìn, nhìn kìa. Tuyết dày lắm, không thể đi, phải ở lại. Anh ăn, anh nghỉ ngơi. Ở lại đây với tôi. Này, cầm đi. Con bé cầm rồi. Con bé. Là ai? Tôi không biết. Nhưng con bé đi cùng anh. Con bé không còn người thân nào. Tôi thấy anh nhìn con bé nãy giờ. Trông anh buồn. Anh có con không? Có một đứa. Còn đứa kia bị con người giết. Bọn lính à? Tôi cũng có một đứa con. Anh nghĩ mình có tìm ra hắn ở khu cách ly không? Cùng với bọn lính. Tôi không biết. Có thể. Vậy thì có thể tôi sẽ dẫn đường cho anh. Nước. Khát nước. Khát nước.
Luca, đi thôi. Tiến gần lại. Giữ an toàn cho họ. Chúng đang làm gì thế? Tôi không biết. Đó là gì? Lính tuần tra à? Tôi không thấy người cưỡi ngựa. Đứng yên. Tôi thấy chúng đến. Ít nhất lần này tôi đã có thể bảo vệ anh. Giờ phải ngừng chuyện này thôi. Vẫn chưa muộn để quay lại cùng đoàn khỉ. Chúng ta không thể quay trở lại. Luca đã hy sinh. Xin anh. Chúng phải trả giá. Giờ cách anh nói giống như cô bà. Thật sai lầm khi dẫn mọi người theo. Đây là cuộc chiến của tôi. Tôi sẽ tự mình kết thúc nó. Đi. Ngay. Quay lại đoàn khỉ đi. Xảy ra chuyện gì? Bọn lính thình lình xuất hiện từ đâu ấy, tấn công chúng tôi. Tôi nghĩ chúng sẽ giết hết bọn tôi, nhưng tên đại tá đã ngăn chúng. Đôi mắt hắn phát điên. Hắn bảo sẽ sử dụng chúng tôi trước khi chết. Và chúng đang mang chúng tôi đến đây. Sử dụng anh sao? Chúng ép chúng tôi làm việc. Sao? Làm việc gì? Chờ đã. Con trai tôi. Nó có ở đây chứ? Grant và Lee. Wellington và Napoleon. Custer và Sitting Bull. Chắc mày không biết đọc mấy đâu, nhưng đây là thời khắc trọng đại.
Mày đã ở đâu? Bọn ta tình cờ tóm được cả đàn của mày, thật là may. Nhưng ta rất ngạc nhiên là mày không đi cùng với chúng. Này, 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 này. Ta hy vọng mày không hối tiếc về việc tha mạng cho lính của ta. Anh ta là một tay thiện xạ đấy. Cuối cùng thì cũng đến cứu đồng loại à. Tôi đến vì ông. Vì ta à. Đêm đó ta đã giết ai nhỉ? Vợ tôi. Con trai tôi. Ta xin lỗi. Ta định giết mày kìa. Chúa ơi, nhìn vào mắt mày này, gần giống con người đấy. Sao mày biết ta ở đây? Tôi được báo là ông đang đến. Những tên lính đến từ phía Bắc sẽ tham gia vào lực lượng của ông. Tham gia sao? Để tiêu diệt loài khỉ. Triệt để. Ai nói thế với mày? Được rồi. Đi thôi. Lex, tha thứ cho họ. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn. Cha ơi, mình đã làm gì thế này? Thank you.
nguy hiểm dễ cháy. Khi đến đây, chúng ta chẳng có thức ăn hay nước uống. Sao bọn lính lại tập trung ở đây? Này! 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 Này, lừa, bắt hắn. Được rồi, được rồi, được rồi. Bảo chúng quay về làm việc đi. Thì cần nước và thức ăn. Bảo chúng cho họ thức ăn và uống nước. Năm. Bốn. Ba. Hai. Nhanh lên, làm việc đi. Trói hắn lại đi, lừa. Nơi xấu xa. Nơi xấu xa. Anh thấy gì? Phải cứu họ thôi. Nhưng bằng cách nào? Phải suy nghĩ. Xì ra.
sẽ làm gì? Ôi không! Sao nhỏ xíu vậy? Tên đại tá hứa gì với người? Người nghĩ hắn ta sẽ để người sống sau khi tiêu diệt loài khỉ à? Người để chúng gọi là lừa, trong khi người là khỉ. Đại tá muốn gặp người. Cản trở công việc lần nữa, ta sẽ thẳng tay giết từng con khỉ một. Hiểu không? Ta cần bức tường đó. Khỉ cần thức ăn và nước uống. Chúng sẽ được ăn uống sau khi làm xong việc. Cho khỉ thức ăn và nước uống, hoặc là họ sẽ không xong việc. Mày biết không? Mày sống rất có tình. Mày nghĩ mày đang ở vị trí nào mà đòi hỏi? Được rồi, đi thôi. Bọn lính sắp đến đây. Chúng đến không phải vì gia nhập với ông, đúng không? Tôi thấy bọn lính bên ngoài bức tường đang chuẩn bị chiến đấu. Người ta nói mày rất thông minh. Như ấn tượng thật đấy. Không, chúng không gia nhập vào quân của ta. Chúng chống lại ông. Chúng sợ ta. Tại sao? Vì ông giết quân lính của mình sao? Chúng tôi thấy những cái xác. Có chuyện rất bất thường với những tên lính này. Chúa ơi, mày làm ta ấn tượng lắm đấy. Chả, mày biết rõ tình thế lắm. Mày nghĩ gì về ta nữa? Tôi nghĩ ông không có lòng nhân từ. Mày đến đây để giết ta. Mày tôi nhân từ với ta không? Tôi nhân từ với ông thì tôi tha mạng cho lính của ông. Tôi đã đề nghị hòa bình, nhưng ông lại giết gia đình tôi. Nhân từ? Mày biết lòng nhân từ của mày sẽ gây ra chuyện gì với chúng ta không? Loài khỉ chúng mày mạnh hơn chúng ta nhiều. Chúng mày rất thông minh. Cho dù mày có nói gì, cuối cùng chúng mày sẽ thế chỗ chúng ta. Đó là quy luật của tự nhiên. Chớ trêu là chúng ta đã tạo ra các người. Chúng ta cố thách thức thiên nhiên, lợi dụng sức mạnh để làm theo ý mình. Thiên nhiên trừng phạt chúng ta vì tính ngạo mạn trong suốt thời gian qua. 10 tháng trước, ta đã cho đơn vị trinh sát tìm đến hang ổ của mày. Con trai ta là lính của một trong các đơn vị đó. Ngày nọ, nó đột nhiên không nói nữa. Nó trở về nguyên thủy như động vật. Họ liên lạc với ta và báo rằng họ nghĩ nó đã mất trí rồi. Cuộc chiến đã quá đủ với nó. Rồi người chăm sóc nó cũng không nói được. Bác sĩ có một giả thuyết rằng trước khi nó không nói được thì virus cúm khỉ đã suýt xóa sổ loài người. Loài virus mà người còn sống sót vẫn còn mang đã bất thình lình thay đổi, đột biến. Nếu virus lan rộng, nó sẽ hủy diệt triệt để loài người hiện nay. Không hẳn là giết chúng ta, mà là cướp đi những đặc tính giúp chúng ta là người. Khả năng nói, suy nghĩ cấp cao. Virus biến chúng ta thành dã thú. Mày nói về lòng nhân từ sao? Vậy mày sẽ làm gì? Bây giờ thì ta đã hiểu. Ta nhận ra ta phải hy sinh đứa con trai duy nhất mới cứu được con người. Ta cầm cây súng đó trong tay rất lâu. Ta chĩa súng vào con trai ta. Nó nhìn ta với ánh mắt đầy tin cậy, ngay cả khi đó là cái nhìn của người nguyên thủy.
Ta cảm nhận được tình cảm của nó. Ta bóc vò. Ta như được gột sạch tội lỗi. Ta thấy rõ mục đích của mình. Ta đã giết những người nhiễm bệnh, tất cả, đốt các vật dụng cá nhân của họ và bất kỳ thứ gì có thể lây nhiễm. Một số lính thắc mắc về quyết định của ta. Ta bảo họ hãy làm những gì ta làm, hy sinh bạn bè của họ, gia đình họ. Dĩ nhiên họ từ chối. Vì thế ta cũng phải giết họ. Một số khác cùng với trẻ con bị bỏ lại trong rừng. Một số kẻ hèn nhất đã chạy lên báo với cấp trên của ta ở phía Bắc. Họ cố thuyết phục rằng bệnh dịch này có thể chữa trị được. Khi đó ta nhận ra rằng họ chẳng học được gì từ quá khứ. Ông giết họ luôn rồi sao? Ta đã làm gì, giáo sĩ? Ngài chặt đầu họ, thưa ngài. Chỉ một người mà ta đã tha mạng. Vì thế hắn có thể trở lại và gửi một lời nhắn. Nếu họ muốn cách chức chỉ huy của ta, họ sẽ phải đến gặp ta ở đây và tự tay làm điều đó. Đây từng là một kho vũ khí. Họ biến đây thành khu tái định cư khi vừa bắt đầu cuộc khủng hoảng. Nhưng vũ khí tài vật ở đây. Bên trong ngọn núi có bao nhiêu lính sẽ đến đây? Có lẽ là tất cả. Nhưng nó không là gì cả. Điều duy nhất họ sợ hơn ta, đó là loài khỉ các người. Đây là một cuộc chiến thiêng liêng. Tất cả lịch sử nhân loại dẫn đến thời khắc này. Nếu ta thua, bọn ta sẽ là loài người cuối cùng. Và nơi này sẽ trở thành hành tinh của khỉ. Bọn ta sẽ trở thành thú nuôi của các người. Nhìn mày đi. Mày nghĩ ta điên, đúng không? Ta không cố ý giết con trai của mày. Nhưng nếu số phận của nó là kế thừa vương quốc độc ác của các người, ta mừng vì đã làm vậy. Này, này, lùi lại, lừa, giữ hắn lại. Cảm động thật đấy. Ta có thể thấy mày xung đột nội tâm thế nào. Mày lẫn lộn chính mục tiêu của mình. Mày giận dữ vì những gì ta làm đã kích mồi cho chiến tranh. Nhưng mày hành động mang tính cá nhân quá đấy. Mày nghĩ lính của ta sẽ làm gì, loài khỉ, nếu như mày giết ta? Hay giết ta quan trọng hơn? Bọn lính ở khắp mọi nơi. Sao chúng ta vào trong được? Phải tìm cách vào trong. Phải vào trong đó. Vào trong, vào trong. Không. Không vào đâu. Không. Các bạn, đừng, đừng vào trong, đừng vào trong. Các bạn, cảm ơn các bạn. Anh đã cứu mạng mọi người.
đường thoát khỏi địa ngục những người bị bệnh. Chắc đã trốn qua lối này. Không, 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 không. Đừng, đừng trèo lên. Gì thế? Em thấy gì? Tận thế cho loài khỉ. Tự hỏi chúng ta đang ở đâu. Ôi không, ông bạn. Đừng. 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 Về đi, về đi. Về đi, quay về đi, về đi. Vâng, quay về đi. Lại đây, lại đây, lại đây. Cô bà. Chết đi. Anh không thể cứu chúng đâu. Loài khỉ sẽ chết ở đây. Không. Đúng vậy. Theo tôi đi. Sáng mai nếu nó vẫn còn sống thì nó phải làm việc như những kẻ khác. Còn không thì cứ bắn chết nó. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Con bé vào trong rồi. Khát nước. Thank you.
Trốn đi. Quay. Nhanh. Bọn lính sẽ giết con bé. Tớ biết phải làm gì, đi thôi. Giơ tay lên, này, này, giơ tay lên, coi chừng, coi chừng. Đi thôi. Giơ tay lên. Theo sau hắn. Giơ tay lên. Còn ai ngoài đó nữa không? Lục soát khu vực. Nhốt hắn lại. Thấy khá hơn không? Rất tốt. Vậy thì có thể nói chuyện về việc thoát khỏi đây. Loài khỉ hợp lực sẽ mạnh. Chúng ta là người bắt đầu. Chúng ta là người kết thúc. Còn sống. Đưa nó đến mỏ đá, một mình thôi. Đây là cái gì? Sao nó lại ở trong lồng? Mà nó đi làm việc đi. Ba mươi bảy bước để đến lồng khỉ lớn, 55 bước để đến lồng khỉ con. Người biết không, đại tá giết khỉ khi bức tường hoàn thành.
Bức tường của ông ta thật điên rồ. Nó sẽ không cứu được ông ta. Hay cả anh. Ta tự cứu lấy mình. Anh còn gì nữa mà tự cứu? Đang làm đây. Thì trở về lòng rồi à? Bé rất dũng cảm. Dũng cảm sao? Dũng cảm. Con là khỉ. Con là khỉ. Bé là Nova. Nova. Đến đây, đến đây, đến xem này. Đến xem này. Xem này. Đến đây mà xem này. Ba tư, ba năm, ba sáu, ba bảy. Ba bảy, ba bảy. Tôi làm đấy. Giờ làm gì? Sao? Ôi không. Ôi không. Ôi không. Không, không, không. Không. Được rồi. Đây là khỉ mà tôi đã kể với mọi người. Cảm ơn. Khỉ hư. Khỉ hư. Có chuyện gì vậy? Chúng ta không đào xa hơn được, nước sẽ ngập cả căn hầm. Nếu không đào sẽ không tiếp cận bọn trẻ được. Chúng ta phải tiếp tục tìm bên dưới. Phải tìm cách khác để đến gần quyền bọn trẻ. Chúng ta phải đi bây giờ. Rất nhiều lính đang tới. Con người sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Và cả chúng ta. Chúng ta phải đưa bọn trẻ thoát ra khỏi đây. Bằng cách nào?
Này, bọn súc vật. Đứa nào đã làm? Đứa nào làm? Hả? Là đứa nào? Là mày à? Cha yêu con. Đi, đi, đi thôi, đi thôi. Nhanh, đi thôi. Xì xà, chuyện gì thế? Nhanh lên, anh đi đi. Anh không đi sao? Không, Maurice nói đúng. Tôi giống cô bà. Hắn không thể thoát khỏi thù hận. Tôi cũng không thoát khỏi hận thù. Đi, 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 bắt.
Năm suốt, năm suốt, năm suốt, năm suốt. Và thực hiện rất mình. Kẻ sát khỉ. Cho khỉ yên nghỉ. Thú quý hiếm. Đội trưởng, lừa. Đó là hầm chú đúng không? Hình như có rất nhiều khỉ bên trong. Tiểu đội Y-26 gọi chỉ huy. Đại tá, chúng tôi phát hiện 3 con khỉ trong rừng phía Bắc. Một trong số chúng có súng, lừa của ta đã tìm ra một căn hầm khác. Có thể căn cứ của chúng ở gần đây. Vâng, chỉ huy. Vâng, rõ, chỉ huy. Hết. Này, lừa. Giáo sĩ, nhắm con khỉ có súng. Ngay khi hạ con khỉ có súng, một người bắn sập hầm ngay. Rõ thưa đội trưởng. Lừa, súng phóng lựu.
Con lừa kìa, để ta xuống phóng lựu. Thank you.
Đừng lo. Maurice. Mọi người đã đến nhà rồi. Bây giờ loài khỉ hợp lực sẽ mạnh. Có hay không có tôi, con trai anh sẽ biết ai là cha nó. Và những gì Caesar đã làm cho chúng ta. Cho khỉ yên nghỉ. Thú quý hiếm. Trưởng.
Lừa. Đó là hầm chú đúng không? Hình như có rất nhiều khỉ bên trong. Tiểu đội Y-26 gọi chỉ huy. Đại tá, chúng tôi phát hiện 3 con khỉ trong rừng phía bắc. Một trong số chúng có súng. Lừa của ta đã tìm ra một căn hầm khác. Có thể căn cứ của chúng ở gần đây. Vâng, chỉ huy. Vâng, rõ, chỉ huy. Hết. Này, lừa. Giáo sĩ. Nhắm con khỉ có súng. Ngay khi hạ con khỉ có súng, một người bắn sập hầm ngay. Rõ thưa đội trưởng. Ở đâu? Cho tôi biết vị trí của anh. Tôi không biết. Anh thấy gì xung quanh không? Tôi không thể thấy gì cả, sếp. Nhà binh lính đã bỏ mạng và đội trưởng đã hy sinh rồi, sếp. Được rồi, bình tĩnh. Giờ anh là đội trưởng. Đội trưởng sao, sếp? Tôi nghĩ chắc giờ chỉ còn mình tôi. Hãy tự mình kiểm soát. Đại tá, em là tôi không sống sót được. Tôi xin lỗi. Anh tôi xin lỗi, sếp. Nghe tôi. Anh giết được bao nhiêu khỉ thì cứ giết. Không, 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 không. Sáu mươi ba khỉ đã chết.
là anh. Anh là Sĩ Già. Chúng tôi tìm anh đã lâu rồi. Nghe nói anh có căn cứ chỉ huy bí mật, nhưng chúng tôi không thể nào tìm thấy. Một số người nghĩ có thể anh đã chết rồi, nhưng đại tá Mark Long bảo anh vẫn còn sống ở đâu đó. Cứ giết chúng ta đi, câm mồm đi cái thằng kia. Sao, chúng là súc vật, hắn sẽ thẳng tay giết chúng ta. Tôi không bắt đầu cuộc chiến này mà do một con khỉ đã chết làm. Tên hắn là Cô Bạc. Tôi đã giết hắn. Giờ tôi chiến đấu chỉ để bảo vệ loài khỉ. Vậy à? Vậy còn tên khỉ kia thì sao? Chúng tôi có hơn 10 tên khỉ như nó. Tôi biết những tên khỉ này. Chúng phục tùng Cô Bạc. Chúng cố giết tôi. Chúng sợ những gì tôi sẽ làm với chúng. Cho nên giờ chúng phục tùng các anh chỉ để sống sót. Tôi không sợ anh. Anh mới phải sợ. Anh nghĩ rừng có thể bảo vệ anh bao lâu? Con người sẽ tiêu diệt anh. Đại tá của họ rất mạnh. Với họ, ông ta còn hơn cả con người. Ông ta là tất cả. Ông ta bảo Caesar phải chết đầu tiên, sau đó là toàn bộ khỉ còn lại. Quên tờ, đem tên phản bội này ra ngoài. Chúng ta nên làm gì với bọn người này? Anh tha cho chúng tôi đi à? Bảo với đại tá rằng anh đã gặp tôi, và tôi có một lời nhắn cho ông ta. Hãy để chúng tôi được sống yên trong rừng thì giết chóc có thể dừng lại. Anh nghĩ chúng sẽ gửi lời nhắn không? Tha cho chúng là lời nhắn, Morris. Ông ta sẽ thấy chúng ta không phải lũ mọi rợ. Tên phản bội tấn công tôi, giờ hắn trốn. Cô Bạc vẫn ám ảnh chúng ta. Sao tôi không thấy rằng hắn ta không tha thứ cho những gì con người đã gây ra cho hắn? Không ai biết được sự hiểm độc đã nhen nhóm trong con người hắn. Chào mừng con về nhà, Rocket. Con trông mệt rồi đấy. Bọn con đã phải trải qua một hành trình dài. Cha chúng con tìm thấy vài thứ. Vào trong đi. Cornelius, chào anh trai đi con. Nhìn xem ai kìa, con trai. Black.
là nơi này. Thưa cha, chúng ta bắt đầu lại một ngôi nhà mới. Bên kia, bên kia những ngọn núi là gì con? Cho họ xem đi, đó ép. Sa mạc. Hành trình thì dài, nhưng đó là lý do con người không tìm thấy chúng ta. Chúng ta phải đi ngay đêm nay. Đêm nay sao? Không thể nào. Còn phải chờ bao lâu nữa? Lát, bọn lính đang tiến đến gần. Quên rồi. Con trai anh vừa đi vắng, Caesar. Nó không hiểu chuyện khó khăn thế nào. Cháu biết chú lo sợ. Chúng ta đều sợ. Nhưng chúng cháu đang lên kế hoạch. Yes. Đúng. We must find. Ta phải tìm ra cách an toàn để thoát khỏi rừng. Không chỉ có một mình hai anh, mà chúng ta many. Còn nhiều người khác. We will find. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi đây. Apes. Khỉ hợp lực sẽ mạnh. Ở đây nhé, con trai, bảo vệ mẹ và em trai con. Gì dạ? Chuyện gì thế? Có bao nhiêu người đi tuần? 5, 6, tìm họ. Luca, tìm cả Rocket nữa. Tên đồ bốn liền mà nghe lệnh đại tá anh. Rocket, chuyện gì xảy ra vậy? Con nghe hắn nói tên đại tá ở đây. 99 đạt được mục tiêu. 99 đạt được mục tiêu. Nhắc lại, khỉ cầm đầu đã chết. Đi thôi, nó có thể thoát khỏi đây. Thank you.
Caesar. Chúng tôi không tìm thấy Quinter. Anh ta sợ. Tôi nghĩ anh ta đã phản bội. Anh tìm thấy Cornelius chưa? Chúng tôi vẫn đang tìm. Hãy giúp họ tìm cậu con út của Caesar. Cornelius. Giờ con đã an toàn rồi. Lech. Cô đã yêu thương con trai tôi. Giúp tôi chăm sóc em nó đến khi tôi quay về. Anh không cùng đi đến nhà mới sao? Không. Đi cùng cô Lex nhé con. Caesar. Anh không đuổi theo bọn lính sao? Không phải lính, mà là hắn. Caesar, anh là thủ lĩnh của chúng tôi. Chúng tôi không thể đi nếu thiếu anh. Phải thế thôi. Bọn lính sẽ sớm quay trở lại. Bố ơi! Khi tôi tìm ra hắn, bọn lính sẽ đuổi theo tôi. Có thể là cơ hội tốt cho mọi người thoát khỏi khu rừng. Anh ta đi đâu thế? Caesar! Caesar! Trại của bọn lính luôn đổi chỗ. Lính gác của tôi biết vị trí của trại lính. Để tôi dẫn anh đi. Anh cần sự hỗ trợ của tôi đấy. Không. Xin anh. Tôi hiểu cảm giác mất đi một đứa con. Có thể tôi không quay lại được nữa. Vì vậy tôi mới đi cùng. Để chắc chắn là anh làm được. Lính gác, tôi nghĩ bọn lính ở đây. Luôn có người ở đây. Không có ai cả. Tìm xung quanh đi. Tôi chỉ định đặt bó củi xuống.
hắn ta làm gì một mình ngoài này vậy? Có thể hắn đào ngũ trăng. Tìm xung quanh đi. Lấy gì có thể lấy. Con bé không ổn, tôi nghĩ con bé không nói được. Đi thôi. Con bé sẽ chết một mình ở đây. Ta không thể mang con bé theo, Maurice. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể bỏ mặc con bé. Chỉ có thể chết mới là khỉ tốt. Anh thấy tên đại tá không? Không. Winter. Lừa. Tên đại úy ở đâu? Hắn đi rồi. Đi rồi à? Hắn đi sáng nay. Đem theo nhiều binh lính. Rất nhiều binh lính đang từ phía Bắc về. Đại tá sẽ gặp họ. Ở biên giới. Biên giới nào? Tại sao? Tôi không biết. Những người còn lại sẽ đi vào ngày mai.
Bọn lừa nghĩ binh lính từ phía Bắc đến để tận diệt loài khỉ. Hôm đó, sau trận chiến trên đồng quyền bởi TV2.org, tên khỉ bị bắt hứa với tôi là đại tá sẽ tha cho tôi nếu tôi khai ra nơi anh ẩn náu. Hãy tha thứ cho tôi. Con trai tôi. Vợ tôi đều chết. Chúng ta làm gì bây giờ? Chờ đến khi bọn lính đi, theo chân chúng tìm tên đại tá.